cuộc đời như một trò ma sói cực lớn. Kẻ thù là đứa rất giỏi đóng vai người tốt, cứ nghĩ mình khôn, hạ màn mới biết là kém thế nào. Nếu có điều gì quan trọng tôi học được từ ma sói, đó chính là bạn không nên đặt niềm tin vào ai đó 100%. Câu chuyện ma sói dạy cho chúng ta một điều rằng không có ai là tốt mãi mãi và cũng không có người nào là xấu mãi mãi. Phe nào thắng không có nghĩa lý gì, chỉ có chiến thắng của bản thân mới là cú chốt hạ của cuộc đời. Cuộc đời chúng ta không gói gọn trong hai lựa chọn, nhưng có khoảnh khắc bạn cũng phải lựa chọn giữa A hay B, tin vào đám đông hay tin vào bản thân mình. Dù nhập cuộc với bất cứ cuộc chơi nào, nếu bạn là một người chơi đẹp và được lòng mọi người, sẽ luôn có ai đó sẵn sàng giúp đỡ bạn. Ma sói là câu chuyện của cả một cộng đồng, với nhiều bài học thu gom từ hàng chục cuốn sách. Bạn đã chơi ma sói bao giờ chưa? Bạn có thấy những điều trên có đúng hay không? Hãy để lại bình luận cho mình biết với nhé!